Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay là ngày lễ đó các bạn, thì cả nhà cũng đang chuẩn bị đi chơi. Thì nhưng mà trước khi đi chơi, Uyên Quỳnh cũng không quên nhiệm vụ của mình. Thì cũng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những người cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và sẵn đây Uyên Quỳnh xin chúc cho ngày Father's Day những anh chị nào cô đơn thì sẽ không còn cô đơn trong ngày lễ này. Gia đình sẽ được đầm ấm hạnh phúc, đi chơi trong ngày lễ thật là hạnh phúc vui vẻ. Và với chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh, Uyên Quỳnh xin chân thành cảm ơn những quý vị khán giả, những anh chị yêu thương đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh. Và sắp tới đây kênh Uyên Quỳnh sẽ có những cặp đôi rất là đẹp đôi và hạnh phúc. Họ sẽ đến thăm Uyên Quỳnh và lúc đó sẽ có những video rất là hấp dẫn. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Yeah. Ok, em chào chị ha. Chị chào Như Huỳnh. Yeah. Chào mọi người trên cộng đồng mạng. Chị có thể giới thiệu về mình ha. Chị tên là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1970. Dạ. Tiếp đi chị. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, làm ở quận 7. Chị với hai chị em, chị mở ra cái tổ hợp may mặc á. Thì chị ở nhà chị Mai. Giờ sáng chị mới đưa nước nhặt nhóc đi học á, chị về cái chị để quên cái điện thoại về, giờ chị trả về nhà, chị thay đồ. Rồi chị làm công việc đó được lâu chưa? Chị làm được cũng 7 năm. Dạ. Trước đây là chị làm công việc gì? Trước mà chồng chị cưới chị về á thì hai vợ chồng có mở quán hủ tiếu, rồi quán cà phê, bán giải khát tại nhà ở bên chồng. Rồi ông xã chị mới bị tai nạn giao thông, bị xe quẹt à. Xong rồi cái hả, xe bỏ chạy luôn. Rồi ảnh mới ngồi, ổng bị lăn cù, ổng ngồi dậy. Bà con mới hỏi là sao, ổng có sao không? Ổng nói ổng không có sao, không có sao hết. Rồi xong rồi cái ảnh ráng lên xe, rồi người ta ràng hàng hóa lại cho ảnh, ảnh chạy về nhà. Như thấy là quần áo lắm đem lắm lốt à, rồi cầm đi nước uống rung rung cái tay nữa. Chị hỏi ủa bữa nay làm gì quần áo lắm đem lắm lốt mà hả rung tay nữa. Anh nói mới tới xe á. Rồi xong chị nói để đi chụp cái bạn trai có làm sao chứ, tự nhiên tới xe rồi có sao không vậy. Anh nói không sao á. Cái qua bữa sau chụp em ra thì bác sĩ nói là chẩn đoán là bệnh lý chất tán. Rồi chị thấy vậy rồi chị mới chở cho bệnh viện Chợ Rẫy, rồi cũng không hết nữa. Rồi xong rồi cái cũng mất trí nhớ luôn. Anh mất trí nhớ xong rồi cái từ từ cứ ảnh chuyển qua cái bến. Rồi chị cũng nằm 8-9 tháng rồi chị cũng ở tổng cũng nuôi, tổng cũng bác sĩ cho tập vật lý trị liệu, rồi ha uống thuốc theo toa bác sĩ, nằm ở tổng cũng thấy tập vật lý trị liệu hoài. Rồi hôm tháng 3 rồi ông bà nội của nhóc, ông nội của nhóc có bị mất nữa. Rồi ha bà nội mới về đám tang, rồi mới nói ảo em chỉ nói là hả đừng có nói chứ ông xã đừng nói chồng con, rồi hả chồng con bị bệnh thêm về nhà má chồng cũng nói với chồng chị nữa. Cái chồng chị tự nhiên xui tay luôn, không chịu tập lớp vật lý trị liệu, không chịu làm gì hết. Cái từ từ cái ảnh cũng hơi bệnh nhức đầu ói, và cũng chở vô bệnh viện á. Mà mỗi lần chở vô bệnh viện là chị phải chuẩn bị đồ đạc cho mẹ chồng chị, rồi chuẩn bị đồ đạc cho ổng, rồi chuẩn bị đồ đạc cho con chị nữa, con chị còn nhỏ. Rồi lên xe taxi rồi chở tổng thì má chồng chị cũng 80 mấy tuổi rồi. Thế vô tổng cái cũng nằm tổng, rồi bác sĩ nói sao rồi chở em bé nhỏ vô vậy.
nó ở nhà đơn chiếu quá, có hai má chồng với à, chồng chị với à, em bé à, rồi không ai giữ hết. Nhà cũng đơn chiếu lắm, cái bác sĩ cũng không cảm cho vô cổng nó ngủ trải chiếu ra đối diện ở chỗ bác sĩ á, cho nó nằm đó đó. Ủa, ai cũng thương, ai cũng thấy sốt ruột á, à, nó mới có 4 năm tuổi à. Rồi nó cũng thấy vậy, nó cũng trải chiếu ra kêu con nằm đó đi rồi mẹ lo cho cha, cái nó cũng nằm đó nó ngủ ngủ luôn đi. Người ta cũng thấy sốt ruột quá, người ta cũng hỏi sơ qua người ta đi luôn à. Lúc cũ cho nó ở chung với chị ở trong bệnh viện luôn, lúc nào cũng vậy, vô bệnh viện nào cũng ở chung hoài. Xong rồi cái cũng không, ba chị mất với ba chồng chị mất á, rồi xong rồi cái ổng cũng xuôi tay luôn, cái từ từ cái khoảng tháng 6 là ổng mất, tháng 3 là hả ba chồng chị mất, tháng 6 là ổng mất. Lúc đó là ông xã chị là mất trí luôn hả? Yeah, mất tí luôn, hỏi gì cũng không nhớ, quá khứ không nhớ gì hết, chỉ kêu hả uống nước ăn cơ, uống nước khát nước thì kêu uống nước vậy, ăn cơm nước thì chị lo. Chị nghĩ là mình có ưu điểm gì? Chị ưu điểm thì biết nấu ăn, hồi đó chị cũng có học bên nữ không cho chánh á, chị cũng có biết nấu nhiều món ăn. Hồi đó chị ở nhà chị bán su gà, bánh chè nữa, rồi hả chị cũng sống hòa đồng vui vẻ với mọi người, mọi người ai cũng yêu mến chị đó, bên má chồng cũng thương yêu lắm, mà má chồng cũng chị cũng tử tế lắm, không có nói chị gì hết. Đó giờ không có rầy la chuyện gì hết. Đi má chồng chị hai đi du lịch ở Châu Đốc, Kiên Giang rồi đó, cũng rủ chị đi theo nữa, rồi hả đi Vũng Tàu, Đà Lạt, đi mấy cảnh chùa, mười cảnh chùa á Tân. Rồi má chồng chị cũng rủ chị đi theo nữa, má chồng chị thương chị lắm. Ông xã chị mất cách đây bao lâu rồi? Ông xã chị mất vào năm 2015, cách nay cũng được 60 năm, 7 năm rồi. Rồi chị nghĩ là khuyết điểm của mình là gì? Điểm của chị là hả, chị hay thương người lắm, ai mà khổ hay kể lể than thở với chị thiếu tiền này kia thì chị hỏi. Hồi đó có cái bà kia mắc cười lắm, bà bán đồ mà chợ thấy bền á, cái chị ra ngoài chị mua đồ mà lúc đó cũng hơi tối tối rồi, chị nói là sao gì bán tối vậy, người ta dọn gì hết rồi sao giờ gì còn ở ngoài đây bán hoài vậy. Cái gì nói là vì cả tiền góp tiền đứng nữa đủ thứ tiền hết, bây giờ trong túi gì có 2.000 còn có 2.000, nó ủa sao kỳ. Ê hả chị cũng thấy động lòng đấy, chị nói giờ ha, sáng con ra ngoài gì con hỏi gì chứ gì thiếu tiền đứng tiền ngồi gì đó tiền góp vậy đó, con nghe không người gì nói con đi, rồi con gỡ lại cho mấy người đó hết, rồi gì buôn bán trở lại, rồi gì kiếm sống qua ngày chứ sao ngày nào cũng có 2-3 ngàn về vậy, 2-3 ngàn nhà nhà ở bên Việt Nam á, 2.000 đồng á. Cái hả hôm đó cái chị ra chị cũng mua đồ gì cái gì nó, chị nhớ còn tối đi con mua hủ tiếu cái gì không, cái gì nó nhớ hả nhiêu gì đó nhiêu cái gì nói nhờ ai thiếu tiền gì thiếu tiền ai á, chị nói đi tổng cộng nhiêu, cái gì nói 18 triệu vậy đó, cái chị mới về cho lấy 18 triệu đưa cho gì đó trả cho người ta, cái gì trả cho người ta hết rồi. Cái bữa sau cái chị đi ra ngoài nữa, cái gì nó chị nói 18 triệu đó rồi hả đủ chưa, cái gì nó nè cũng khoảng 2 triệu nữa tại vì còn thiếu mấy người mà góp tiền nóng vậy á, cái gì nó để chị về cho lấy 2 triệu chị đem ra cho, rồi gì trả đi rồi từ từ gì trả cho con cũng được nữa, con không có lấy lại. Cái hả chị hứa là mỗi tháng góp cho chị 500 ngàn, cái chị nói ừ thì muốn góp với góp tại vì con cũng thấy gì khổ vậy đó, rồi con giúp đỡ rồi góp được 2-3 lần rồi gì nói gì khổ, không có tiền. Rồi chị nói thôi, chị nói không bổng nha, chị nói nếu như mà hả mình giúp đỡ người ta mình làm từ thiện người ta trả không trả cũng được, chị nói không bổng chị vậy á, chị không có nói gì gì đó gì hết, từ đó là sao cái gì chị không trả luôn.
Không trả luôn. Mấy người đó nha, mấy người là mấy người kia cũng vậy nữa, có nhiều người hả, ở trong dòng họ chị cũng vậy nữa, mượn chị 300 triệu 200 triệu rồi cái trả chuyện không lần hay lần, cái xong cái than thở kể lại cái không trả chị nợ, cái chị cũng làm thân luôn. Chị thấy con người đó cũng khổ quá thôi, chị nói thôi mình làm từ thiện luôn đi, tự động mình cái tiền sống được rồi. Ủa rồi chị cho vay hả? Hay là chị có vay lấy lời không? Chị không thích vay tự nhiên chứ ha, vậy á rồi ha ra giống như là mình cho vay nhưng mà rốt cuộc ha, rốt cuộc không có ai gửi tiền cho mình, nó tự động vậy đó. Chứ chị không có cho vay, không từ đó giờ chúng có cho vay, tự động nó ra vậy đó. Giống như cho vay nhưng mà rốt cuộc không có lấy được đồng bạc nào á. Tại vì người ta thấy chị hiền hay sao á, cái cô kia cô giữ xe ở ngoài chợ thấy bên cũng vậy, cũng mượn chị nữa, cái chị cũng cho mượn nữa, thì rốt cuộc cũng không gỡ luôn. Chị cũng nói thì mỗi lần rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Chị thấy là em muốn tìm một người bạn thì không có cờ bạc, uống thuốc không thuốc, uống rượu thì ít ít thôi, nếu như mà có đám tiệc gì thì uống ly hai ly cũng vậy cũng sao, mà cờ bạc thì chị không thích. Chị có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Khoảng chừng 50 đến 60 năm tuổi chị thích khoảng giờ đó, mà chị kêu đây nói tiếng giống như mình á, cho nó dễ dễ nói chuyện, dễ đấu thầu, dễ hiểu, còn như tiếng khác chị không biết, tiếng Anh văn thì chị biết là cũng chút chút, như quá hôm nay em hoặc là tôi du tu chích côn đó chị biết, rành rành mấy cái đó đó chị biết rồi đó, chị phải học bên phổ thông á, chị cũng biết rành mấy đó. Rồi chị hiện tại có mấy người con? Chị có một đứa nhà. Con của chị bao nhiêu tuổi rồi? Nay nó 15 tuổi rồi, nó lên YouTube cho chị á, Như Quỳnh. Bé đi kiếm chồng cho mẹ đó hả? Nó sao kìa, con không có cha. Chị mới nói giờ con cài vô con Như Huỳnh đây rồi đổ cái rồi hả, mẹ tìm cha cho con. Rồi nói như vậy là con của chị rất ủng hộ chị đi thêm bước nữa phải không? Đúng rồi, nói nè, nó ủng hộ chị. Thời gian rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì? Cứ mỗi ngày cuối tuần á thì chị máy móc của nhà, chị, hai chị em chị mở ra thì chị cũng dọn dẹp rồi lâu bụi, tại vì máy đồ bụi lắm cưng ơi, rồi chị dọn dẹp thì chị mở máy tông ra, chị lấy về trường ra chị lau chùi sạch sẽ, rảnh rỗi nữa là cao kê với bạn bè, bạn là cuối tuần á rảnh nữa thì nấu ăn. Hai chị em mấy chị thì sống nấu ăn vui lắm. Hãng của chị có được bao nhiêu người nhân viên làm cho chị? Có khi 12 người, có khi ít hơn, tùy theo người ta vô ra. Ai thích thì vô làm, thích thì tại vì nhà chị cũng làm tự do. Do mùa dịch này công việc của chị có bị ảnh hưởng nhiều không? Đó lúc tháng 3, tháng 4 thì có khi nghỉ có một tháng là sao giờ hoạt động bình thường trở lại rồi, không có hàng có rồi là mỗi ngày. Chị rồi bây giờ nếu mà một người mà muốn làm quen với chị á thì chị có muốn anh đó có tính lãng mạn không? Tính lãng mạn thì lãng mạn ít ít thôi, chứ mà lãng mạn quá chị cũng thích nữa, giống như giả tạo nữa. Đó giờ chị có lạc vào hoàn cảnh đó chưa? Đó giờ thì ông xã chị hồi lúc mới thì cũng tặng hoa để Valentine thì ảnh tặng hoa cho chị lúc chưa cưới, cưới về xong rồi cái lo làm ăn, cái lo con rồi cái lo sinh nhật con này kia rồi quên chị luôn.
nhớ con. Nhớ con thôi hả? Nhớ con là mừng rồi. Thương con lắm, cái gì cũng lo cho con, đi đâu về là đem được chơi về cho nó chơi. Rồi gia đình của chị á, có ai ở nước ngoài không? À, bên chồng chị thì cũng có một số người như cô Tư hoặc là mấy cậu rồi cũng có nước ngoài á cơ. Người có bà con xa cũng có nữa. Mà ở bên Mỹ không à, mấy nước khác không có. Là ở bên chị thì không có ai hết hả? Chị có được mấy anh chị em? Nhà chị thì cũng hơi đông, cũng chín người mà ở dưới quê. Quê chị ở đâu? Quê chị ở Bến Tre à. Bến Tre, chị ở ngay ngay chợ, ngay thành phố không? Ngay thành phố Bến Tre. Chị ở ngay Bến Tre. Rồi chị lên thành phố cũng lâu hả chị? Chị lên năm 2000, 1999 lên tỉnh. Chị làm công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Chị làm được cũng 5-6 năm gì đó, rồi ông xã chị cứu chị về. Lúc đó hả, ở trong công ty Đông Minh nó cho nghỉ có 3 ngày hả, rồi được nghỉ đám cưới thôi hả. Rồi xong rồi hả, được ngày chủ nhật cưới được 4 ngày. Vậy đó, rồi ảnh cũng tự hả, chụp chân dung, rồi mình tự đi chụp chân dung. Chiều tan về, tan làm về 5 giờ là ảnh chạy vô công ty chị, ảnh chở chị đi chụp chân dung, mệt thằng chết luôn. Cũng đang chụp. Rồi xong rồi cái ha, đám cưới rồi có 4 ngày rồi cũng rước dâu rồi đem đưa lên xe, rồi đưa lên Sài Gòn rồi đã nhà hàng vậy xong. Không chơi được, đi đâu chơi hết không? Không có đi đâu chơi. Chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Tự chị xem mà, chị xem lâu lắm rồi. Chị xem mà chị không dám mà, chị không biết cài vô nữa. Rồi hả, cái phần chị đi làm tối ngày hả, chị không có nhà. Rồi tối chị mới xem rồi bây giờ hả, chị mới xem. À, chị mới chăm chú xem nhiều hơn. Dạ. Rồi chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Có để ý mà sợ người ta có người chọn rồi thôi. Để mốt chị nhắn tin sao. À, với công việc của chị á, thì một tuần á, chị làm bao nhiêu ngày? Một tuần chị làm 6 ngày, nghỉ ngày chủ nhật. Công việc đó có bó buộc thời gian của chị nhiều không? Nhiều cơn. Có khi hàng mà hả, không kịp giao cho công ty á, thì mình cũng phải ở lại mình làm luôn ngày chủ nhật mà. Rồi rồi tuy là có nhân viên làm cho mình nhưng mà chị vẫn phải làm hả? Tại vì mình quản lý á, rồi hàng ứ hàng toàn rồi thì mình nhảy vô mình làm. Rồi vậy khi có người yêu chị có thời gian dành cho người yêu không? Có, dành ngày chủ nhật với buổi tối á. Sau khi ông xã chị mất á, thời gian khá lâu như vậy á, rồi chị có để ý anh nào, có anh nào để ý chị không? Chị làm trong xưởng chị thì nữ không à, còn ở ngoài thì cũng có, mà chị thấy con chị còn nhỏ quá, chị lo, chị vừa lo đưa rước cho bé rồi vừa lo kiếm thêm thu nhập nữa, thành thử ra chị không có nghĩ tới cái chuyện đó. Hiện tại là hai mẹ con ở chung với nhau hay là chị có ở chung nhà chị em không? Không, chị ở em. Ví dụ như hai chị em chị cũng ở gần nhà ở quận 7, ở đường Quỳnh Tân Phát. Thì nhà của em chị cách đó cũng chừng 5 phút rồi tới à. Thì chị cũng có nhà riêng ở đó, hai mẹ con ở. Chị ơi, ví dụ bây giờ chị muốn tìm người bạn cho chị như thế, chị muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay chị muốn giới hạn đâu đó thôi? Chị muốn giới hạn ở nước Mỹ. Cho em biết lý do ha. Lý do là chị cũng có bà con ở bên bển, à, thấy cô
cũng bên bển đi đi về được. Có khi chị qua bển thì chị tìm ra bà con này kia cũng cũng thấy ấm áp hơn, còn mấy nước nước kia thì nó lạ, không 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 có quen, không có biết ai hết. À, vậy rồi khi nhà chị nghĩ là chị qua Mỹ thì chị sẽ làm việc gì ở bên Mỹ? Đi vô mấy chỗ nào người ta cần mình làm thì mình vô mình làm, mình xin việc làm bất cứ việc gì mình làm cũng được. Không ngại khó phải không? Dạ, không là khó, miễn làm là được. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em như vậy. Ủa mà chiều cao của chị là bao nhiêu? Cao chỉ 1m85, nặng 48 kg. Chị có nghĩ là một người muốn làm quen với chị là chiều cao khoảng bao nhiêu không? Cao 1m55 trở lên được rồi chú. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay. Các cô, các chú, các chị, các em trong cộng đồng mạng, chị chào Như Huỳnh.